Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LZ. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhé. Như anh em cũng đã biết, trong thế giới của Đấu La Đại Lục phần thứ 2 tuyệt thế đường môn, Đại Minh và Nhị Minh chỉ là những tồn tại có sức mạnh đáng kể. Đại Minh tức là thiên thành Nhiều Mãng, mang trong mình huyết mạch của Long tộc và từng là đế vương của tình đấu đại xâm lâm. Huyết mạch của nó tuy không đậm đặc như Hắc Long đế thiên thuần khiết, thế nhưng cũng là huyết mạch của đứa con thứ 9 của Long thần, giúp nó có nền tảng sức mạnh vững chắc. Thiên Thanh Nghiêu Mãng và Thái Thản Cự Viên được cho là hai hồn thú 10 vạn năm xuất hiện đầu tiên trong Đấu La Đại Lục. Bởi trong huyết mạch Thiên Thanh Nghiêu Mãng có huyết mạch loài rồng, đã thành công vượt qua rào cản đô kiếp, cái mà các hồn thú đều phải khiếp sợ. Ngay cả Băng Đế và Tuyết Đế cũng không thể nào vượt qua được thiên kiếp. Vì lẽ đó, một người lựa chọn làm vũ hồn, một người lựa chọn làm hồn linh của vũ hào. Về phía Thiên Thanh Nghiêu Mãng, trước khi hiến tế, Thiên Thanh đã từng hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ kích hoạt được huyết mạch loài rồng, giống với của bối bối chẳng hạn, tiến hóa thành hồn thú thần cấp. Ở phần đầu tiên, Thiên Thanh Nghiêu Mãng và Thái Thản Cự Viên bị Bỉ Bỉ Đông truy sát, cuối cùng hiến tế cho Đường Tam. Sau đó, Thiên Thanh cũng thực hiện được ước nguyện của chính mình. Sau khi trở thành hồn hoàn của Đường Tam, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cũng đã tiến hóa thành Thiên Thanh Thần Long. Hồn kỹ thứ 9 của Đường Tam chính là Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn. Đó chính là hình dạng khi mà Thiên Thanh Nghiêu Mãng tiến hóa trở thành Thiên Thanh Thần Long. Sau khi Đường Tam trở thành thần, đã sử dụng bí pháp thần kỹ phục sinh Đại Minh và Nhị Minh. Lúc này Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã được hồi sinh, trực tiếp tiến vào thần giới. Nó cũng phá vỡ quy luật rằng hồn thú không thể nào trở thành thần. Và ở thần giới, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cũng có thần vị của riêng mình, thế nhưng chỉ là một mục quan cấp thấp nhất. Sau khi thành thần, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cũng hoàn thành quá trình tiến hóa cuối cùng, trở thành Thiên Thanh Thần Long. Dù không phải là huyết mạch loài rồng thuần khiết, thế nhưng mà sức mạnh của Thiên Thanh Thần Long không thua kém gì loài rồng huyết mạch. Sau khi Đường Vũ Đồng từ thần giới xuống Đấu La Đại Lục, Thiên Thanh Nghiêu Mãng và Thái Thản Cự Viên được Đường Tam giao phó, cùng theo Đường Vũ Đồng xuống hạ giới. Thiên Thanh không chỉ bảo vệ Vũ Đồng khỏi kẻ xấu, hơn nữa còn có thể bảo vệ Hạo Thiên Tông đã truyền thừa mấy ngàn năm. Thế nhưng bởi vì Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã tiến xuống Đấu La Đại Lục, sức mạnh của Đại Minh đã bị ép cấp và trở thành một tuyệt thế Đấu La 99 cấp. Có thể nói lúc này Thiên Thanh Nghiêu Mãng chắc chắn chính là tuyệt thế Đấu La mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục. Ngay cả Long Thần Đấu La Mục Ân cũng chưa chắc có khả năng đả thương được Đại Minh. Khi mà Vũ Hạo xâm nhập vào trong linh hải của Vương Đông, nó đã kích hoạt phong ấn mà Đường Tam để lại trong cơ thể của Vương Đông. Nếu Thiên Mộng Băng Tầm không phát hiện kịp thời, có lẽ Vũ Hạo đã chết tại đây. Và lúc này Thiên Thanh Nghiêu Mãng và Thái Thản Cự Viên ở Hạo Thiên Tông cũng đã phát hiện ra phong ấn của Vương Đông bị ai đó chạm vào. Thái Thản Cự Viên thậm chí còn muốn tới thẳng học viện Sử Lê Khắc để xem suốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Vương Đông. May mắn thay, Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã kịp thời cản Nhị Minh lại. Khi mà Thiên Thanh xuất hiện, chúng ta có thể thấy hình ảnh của Thiên Thanh đã được thay đổi hoàn toàn, thế nhưng Thái Thản Cự Viên thì vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Bởi vì lúc này Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã trở thành Thiên Thanh Thần Long, có thể nhìn thấy ở trên đỉnh đầu của Đại Minh, một cái nhẫn thần thánh đã xuất hiện. Cơ thể của Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã biến đổi từ hình dạng một con chăn trở thành hình dạng một con rồng, nó mọc ra cả móng vuốt. Tuy nhiên điều đáng nói, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng lúc này chưa hóa hình thành người. Chính xác ở trong nguyên tác, lúc này cả hai người đã hóa hình thành người, trở thành tông chủ của Hạo Thiên Tông. Ở tập mới nhất chúng ta cũng đã thấy được hình ảnh của Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng đang quyết chiến với nhau. Đó là khi Vũ Hạo lần đầu tiên tới Hạo Thiên Bảo, Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã thể hiện sức mạnh to lớn, nhìn một cái cũng đã phát hiện ra hồn hoàn của Vũ Hạo, đó là sự hiến tế của hồn thú 40 vạn năm tuổi. Ngay cả Phương Đông, người đã sống với Vũ Hạo lâu như vậy, cũng không biết về cái hồn hoàn 40 vạn năm của Vũ Hạo. Long Thần Đấu La Mục Ân chỉ có thể đoán được hồn hoàn của Vũ Hạo chỉ là hồn hoàn 10 vạn năm trở lên. Hơn nữa Thiên Thanh Nghiêu Mãng cũng phát hiện ra vũ hồn bằng cực hạn của Vũ Hạo, đó là sự hiến tế của hồn thú 40 vạn năm. Nhị Minh chính là Thái Thản Cự Viên, mang trong mình huyết mạch của cự nhân Thái Thản Thượng Cổ. Huyết mạch ưu việt và mạnh mẽ này cho phép nó đối đầu với những hồn thú vạn năm khi mà chỉ mới có 1.000 năm tu vi. Gia tộc Thái Thản cũng từ đó mà phát triển, có mối quan hệ mật thiết với Sử Lê Khắc và tồn tại suốt hàng ngàn năm sau. Đại Minh và Nhị Minh đều sở hữu những năng lực lĩnh vực hiếm có. Lĩnh vực làm chậm của Đại Minh khiến cho kẻ địch di chuyển chậm chạp, trong khi lĩnh vực kiểm soát trọng lực của Nhị Minh có thể thay đổi trọng lực trong một phạm vi nhất định. Trong giới hồn sư, những ai sở hữu kỹ năng lĩnh vực thường mạnh hơn những người cùng cấp. Và Đại Minh cùng với Nhị Minh cũng không ngoại lệ, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn so với những hồn thú 10 vạn năm khác. Tuy nhiên so sánh Đại Minh và Nhị Minh với thú thần đế thiên lại rất là phức tạp. Đế thiên chính là Hắc Long thuần khiết, huyết mạch của nó cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ trong toàn bộ Đấu La Đại Lục. Rất nhiều hồn sư chỉ vì có một chút huyết mạch long tộc ở trong vũ hồn đã có thể mạnh hơn người khác, chứ đừng nói đến đế thiên có huyết mạch long tộc thuần khiết. Đế thiên tồn tại từ thời Long Thần, có tu vi tinh thuần hơn nhiều. Nhìn lại về đế thiên chính là kẻ đứng đầu thập đại hùng thú của tình đấu đại xâm lâm, có tu vi đã vượt qua 80 vạn năm. Thực ra thân phận thực sự của đế thiên là tộc trưởng của tộc Hắc Long, đồng thời là hồn thú mạnh nhất trong lịch sử trước khi Ma Hoàng trở thành thần, là kẻ thống trị thực tế của
tinh đấu đại sông Lâm và là vương của hồn thú đại lục. Chỉ riêng những danh hiệu này đã đủ để chứng tỏ thực lực của Đế Thiên. Lần đầu tiên xuất hiện trong phim, Đế Thiên đã uy hiếp Huyền Lão để cứu Tam Nhãn Kim Nghê. Vì một lần gặp gỡ tình cờ, sinh linh chi nhãn của Vũ Hào và con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Nghê đã trao đổi ký ức. Hành động này đã khiến hồn thú 30 vạn năm Xích Vương và Thao Thiết Đấu La Huyền Lão cấp 98 xuất hiện. Tình huống lúc đó rất là căng thẳng. Hồn thú 30 vạn năm không thể đánh bại Thao Thiết Đấu La Huyền Lão cấp 98. Vì lẽ đó mà Đế Thiên đã đích thân uy hiếp Huyền Lão, buộc ông phải được Vũ Hào rời khỏi tình đấu đại xâm lâm. Huyền Lão biết Đế Thiên là kẻ đứng đầu thập đại hung thú nên chủ động rời đi. Từ đó có thể thấy rằng thực lực của Đế Thiên vượt xa Huyền Lão cấp 98. Phản ứng của Huyền Lão giống như là độc bất tử khi mà gặp Mục Ân vậy, không đánh lại thì chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Mặc dù Đại Minh và Nhị Minh đã trở thành thần cấp thú vương và sức mạnh của họ đã tăng lên nhiều, thế nhưng nếu xét về sức mạnh cá nhân, họ có thể vẫn còn kém hơn Đế Thiên. Ưu thế lớn nhất của Đế Thiên nằm ở Long Vương Trảo, không phải là thần khí thế nhưng cũng ngang bằng với thần khí, mang theo một chút khí tức của Long Thần, khiến các hồn thú khác phải kinh sợ. Nếu ai đã đọc nguyên tác, có thể thấy rằng Đế Thiên sở hữu song hồn hạch hỗ bổ, với sức mạnh bán thần chắc chắn đã vượt qua cả Long Thần Đấu La Mục Ân. Nếu phân tích từ bậc thang sức mạnh, thực lực của Đế Thiên cao hơn Mục Ân. Việc ở thú triều Mục Ân tạm thời phong ấn được Đế Thiên cũng chỉ là để phục vụ cốt truyện, vì Đế Thiên chính là đối thủ cuối cùng của Vũ Hào. Chúng ta có thể cho rằng thực lực của Đế Thiên vượt trội hơn ai hết. Tuy nhiên, nếu Đại Minh và Nhị Minh hợp lực, tình hình có thể sẽ khác. Sự ăn ý và phối hợp giữa họ là một lợi thế lớn, luôn đối mặt với thử thách cùng nhau và có thể tạo ra những hiệu quả bất ngờ. Dẫu vậy, ngay cả khi hợp lực, việc đánh bại Đế Thiên cũng không phải là dễ dàng. Đế Thiên không chỉ mạnh về sức mạnh cá nhân và kinh nghiệm chiến đấu mà Long Phương Trảo của hắn cũng là một vũ khí mạnh mẽ. Dù sức mạnh của Đại Minh và Nhị Minh không thể xem nhẹ, sức mạnh tổng hợp của Đế Thiên vẫn có thể cao hơn bọn họ. Trong Tuyệt Thế Đường Môn, cấp bậc sức mạnh của hồn thú được phân chia rất là nghiêm ngặt và Đế Thiên là một tồn tại hàng đầu. Sức mạnh của hắn không chỉ nằm ở huyết mạch và tu vi mà còn ở kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu. Đế Thiên còn có thể mượn sức mạnh của tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí là mượn sức mạnh của Ngân Long Vương đang ngủ say ở phía dưới tinh đấu đại xâm lâm. Họ cần tận dụng tối đa lợi thế và sự phối hợp của mình. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn khó đoán trước, bởi vì trận chiến chứa đựng nhiều biến số và bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chắc chắn rằng Đại Minh, Nhị Minh và Đế Thiên đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục. Sức mạnh của họ đều đáng kính nể. Trận chiến giữa họ sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và thử thách, mang lại nhiều hồi hộp và khó lường. Tuy nhiên, theo ý kiến riêng của AD, nếu như Đại Minh và Nhị Minh cùng kết hợp, có thể sẽ áp chế được hoàn toàn Đế Thiên. Vậy theo các bạn, Đại Minh và Nhị Minh có phải đối thủ của Đế Thiên hay không? Hãy đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ chúng tôi một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.